Rồi, đây là hành trình đi về Đồng Tháp nha. Đây là xuất phát từ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cắt lại rau luôn.
7 số 6 luôn cả. Bóc xe số nào kia số đó. Nó gớm vô cái đó đó. Đúng rồi, nó chạm vậy là chính á. À đúng rồi, đó, show mấy trái trên cây nè, đó quá trời luôn. Trong này trong cả mấy trái trong đó đó, đúng rồi, ba trái đó đó. Cái này hình như giống góc nhà chị Trầm nè, nó góc hai đó. Đúng rồi, phải trồng xuống đất chứ nhà ta là trái nó bự. Rồi, giữ giữ. Giữ giữ giữ, một chùm luôn. Ngay chỗ rồi nữa. Cái trái bọc ni lông này là mấy trái đó, 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 đó. Đó, đó. Đây là mấy cửa hàng bán động vật, chim và bà rắn trộn. Đây là chuột nha. Coming to the
rán ngâm rượu không anh ơi? Cái này con gì gà ri hay là gì? Rít à? Nuôi mình chi gì nữa nè. Đợi đó con cẩm rồi. Đúng rồi, đây đây.